Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 47. Ước lượng tính trang 104. Lớp 4A đã sưu tầm được là 34 tấm thiệp vẽ hoa thực dược, 67 tấm thiệp vẽ hoa hồng. Hỏi lớp 4A đã sưu tầm được khoảng bao nhiêu tấm thiệp vẽ hoa thực dược và tấm thiệp vẽ hoa hồng? Làm tròn từng số trước rồi hãy cộng. Muốn ước lượng kết quả tổng là 34 cộng 67, ta làm như sau. Làm tròn các số 34 và 67 đến hàng chục, ta được các số là 34, ta làm tròn là được là 30. Từ 35 trở lên á, thì nó gần 40 hơn. Còn này là từ 34 trở xuống là 30 thì nó còn là 30. 67 thì gần 70 hơn, nghĩa là 70. Như vậy tổng của 34 cộng 67 có kết quả ước lượng là 30 cộng với lại là 70 thì bằng là 100. Rồi chúng ta qua bài số 1. Làm tròn các số hạng đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của các tổng sau. Như vậy thì chúng ta làm theo cái y theo kiểu này. Như vậy 52 chúng ta làm tròn cái nguyên tắc của số làm tròn này. Ví dụ như 52 nó gần 50 hơn, nó gần 50 hơn. Nó từ mà cái con số này nè, cái chữ số này nè, mà từ 0 mới tới 4 thì nó gần 50. Còn nếu như chữ số này mà nó từ 5 mới tới 9 đó, thì nó sẽ gần 60 hơn. Cái này nó sẽ gần 60 hơn. Như vậy ví dụ như giờ con số 57. 57 hay số 7 này nó rơi từ 5 tới 9 thì nó gần 60 hơn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này tương tự như giống cái kiểu này. Tổng nè, bài số 1 nè. Tổng chúng ta làm giống như cái mẫu này ha. Tổng 52 cộng cho 27 có kết quả ước lượng là .. kết quả ước lượng như thế nào? 52 thì nó sẽ gần 50 hơn. 50 cộng với 27 thì gần 30 hơn. Giờ là bằng là 80. Được rồi, 80. Rồi bài này tương tự vậy thôi ha. Tổng 86 cộng 98 có kết quả ước lượng là, rồi 86 nó sẽ gần 90 hơn, cộng với lại 98 nó gần 100, rồi bằng là 190. Rồi cuối cùng tổng 73 cộng 56 có kết quả ước lượng là 73 thì gần 70 hơn, cộng với 56 thì gần 60 hơn, như bằng là 130. Rồi chúng ta qua tiếp theo bài số 1B. Làm tròn các số đến số hàng hàng trăm rồi ước lượng kết quả tổng là bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ làm cũng tương tự giống như bài trên, nhưng mà này là làm tròn đến hàng trăm.
Rồi, chúng ta giải tương tự. Câu 1B. Rồi, tổng 472 cộng 326 có kết quả ước lượng là. Rồi, cái này là làm tròn đến hàng trăm đúng không? Làm tròn đến hàng trăm là đây là trăm nè, đơn vị chục trăm nè. Trăm. Trăm thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái chữ số bên tay phải nữa, như ở đây. Rồi. Đây là cái chữ số 4 là chữ số cần làm tròn. Chúng ta lấy thêm cái chữ số bên tay phải nè. Như vậy 47 nó gần 50 hơn đúng không? Nó gần 50 hơn là 40. Như vậy 50. Và con số 2 này nó quay về con số 0. À, cộng với cái này. Rồi con chữ số 3 là chữ số cần làm tròn. Chúng ta lấy thêm cái chữ số bên tay phải nữa, 32. 32 nó gần 30 hơn. À, 30. Và chữ số 6 thành số 0. Và 2 này cộng lại là bằng là 800. À, tương tự chúng ta sẽ có cái này. Tổng 623 cộng 401 có kết quả ước lượng là. Rồi chữ số 6 là chữ số cần làm tròn. Và chúng ta lấy thêm cái chữ số 2 nữa là 62. 62 nó gần 60 hơn là 70. Và con số 3 thành số 0. Cộng số 4. 4 ta lấy xem thêm chữ số 0 nữa là 40. Nhưng vẫn là 40 và như này số 0. Cộng lại được là 1000. Rồi. Cái tiếp theo là tổng 359 cộng với lại là 703 có kết quả ước lượng là. Số 3 lấy thêm số 5 nữa là 35. 35 nó gần 40 hơn. Và con số 9 nó thành số 0. Cộng với lại 70 nữa, 9 là còn 70. 0. Như vậy là bằng 1100. Rồi chúng ta qua tiếp theo. Bài số 2. Bảng sau cho biết số người đến tham quan một hội chợ trong 3 ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Như vậy đây là ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày thứ hai. Số người này thứ bảy là 5826, ngày chủ nhật là 4770, ngày thứ hai là 3125. Như vậy chúng ta thấy là trong những ngày này thì chúng ta thấy thứ bảy là nhiều nhất này, chủ nhật là nhì này, thứ hai là ít nhất này. Hãy làm tròn số đến hàng nghìn đầu tính xem có khoảng bao nhiêu người đến tham quan hội chợ trong 3 ngày đó. Như vậy thì bây giờ cái số này làm tròn là bao nhiêu? Cái số này làm tròn đến yêu cầu là hàng nghìn. Hàng nghìn là đơn vị chục trăm nghìn đây. Như vậy chúng ta sẽ lấy thêm chữ số 8 nữa. 58. 58 nó gần 60 hơn. Được. Rồi hai chữ số này là khi mà làm tròn thì tất cả những chữ số sau là thành là số 0. Rồi tiếp theo. Số 4. Số 4 là chữ số 4 là chữ số cần làm tròn và chúng ta lấy thêm một chữ số bên tay phải. Nhớ là bên tay phải nha chứ không được bên tay trái nha. 47 chúng ta sẽ gần 50 hơn. 50. Còn hai chữ số này là hai chữ số 0. Rồi chữ số này chữ số cần làm tròn, lấy thêm chữ số 1 nữa. 31 nó sẽ gần 30 hơn. Nó gần 30 hơn. 30 và hai chữ số này hai chữ số 0. Rồi đó là đã làm tròn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính là tổng. Rồi.
Tổng số người tham quan hội chợ ước lượng là giờ là 6.000 cộng 5.000 cộng 3.000, 6.000 cộng 5.000 cộng với lại là 3.000, 6 5 11, 11 với lại 3 là 14, giờ là 14.000 người. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Làm tròn các thừa số đánh hàng chục rồi ước lượng kết quả của phép tính sau. Chúng ta xem cái bài mẫu này. Xét tích là 27 ta nhân cho 6, làm tròn 27 đánh hàng chục thì ta được 30. Vậy là 27 mà ta nhân cho 6, cái kết quả là bằng 30 ta nhân cho 6. 27 bây giờ thay bằng 30, nhân 6 là bằng 180. Rồi tương tự xét cái tích là xét cái tích câu B thứ hai này là xét tích là 62 nhân 49, làm tròn các số 62 và 49 đến hàng chục thì ta được là 62 làm tròn được 60, 49 là được 50. Vậy tích hai cái này nhân nhau thì là được là kết quả là 60 ta nhân cho 50 là bằng là 3.000. Như vậy cái này chúng ta sẽ làm tròn. Rồi cái này chúng ta sẽ làm tròn là 87, 87 làm tròn đến hàng chục là bằng là 90. À, 90 mà ta nhân cho 3 là bằng là 270. Các em viết tương tự giống như cái bài mẫu ở trên ha. Đây nè. Xét cái tích này rồi làm tròn 27 đến hàng chục ta được là bấy nhiêu, nhưng mà bây giờ quay của mình là bằng là 87 là bằng 90. Như vậy cái này có em làm viết y chang cái mẫu của câu này ha. Nè. Ở đây thầy làm đơn giản hơn một tí xíu. Thì 19 mà chúng ta làm tròn là được 20. 20 mà ta nhân cho 8 là bằng là 160. Rồi cái này là sao đây? 81 mình làm tròn được 80. Anh nhân cái này là làm tròn được là 90. 8 x 9 là 72. Không, không. Rồi cái này làm tròn đến hàng chục thì chúng ta sẽ có là 50 hàng tròn đó, hàng chục lại số 7. Số 7 chúng ta sẽ lấy thêm con số 8 bên tay phải. 78. 78 thì nó gần 80 hơn. Như vậy là 5. Số 5 phía trước này không ảnh hưởng gì nha. Số 5 phía trước nó không ảnh hưởng gì. Chúng ta ghi lại nha. Phía trước bên tay trái thì số gì chúng ta ghi lại số đó. Còn nếu như khi làm tròn bên số bên này nó có số gì chúng ta thay vào số 0. Số 5 không ảnh hưởng gì hết. 78 thì gần 80 hơn. Nhân với lại là 54. 54 gần 50. Và hai này nhân nhau. Hai này nhân nhau thì chúng ta sẽ được là 29.000. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 4. Cô Hà có 100.000 đồng và dự định mua kem đánh răng là 29.000 đồng. Dầu gội đầu là hết là 41.800 đồng, sữa tắm là 37.500 đồng. Hãy làm tròn từng giá tiền đến hàng nghìn và ước lượng xem cô Hà có đủ tiền mua các mặt hàng đây hay không. Làm tròn đến hàng nghìn, hàng nghìn đúng không? Đây hàng nghìn đây. Này là hàng nghìn đây. Cái này là hàng nghìn đây. Hàng nghìn chúng ta lấy thêm cái chữ số này nữa là 90. Lấy thêm chữ số 0 nữa là cũng chính là bằng 90 luôn. Nhờ con số này y chang luôn. Cái này chúng ta sẽ làm tròn là 18, làm tròn là thành là bằng là 20. Cái gần 20 thôi, như vậy là 42. Mấy chữ trên số này là chữ số 0.
Rồi cái này làm tròn sao đây? Chữ số 7 và lấy thành chữ số 5 là nó là gần. Con số 3 này không ảnh hưởng gì hết. Đây chúng ta ghi lại là số 3. 75 nó gần 80 thôi. Rồi hai chữ số 0 này chúng ta ghi lại. Đó, đó. Rồi bây giờ chúng ta tính tổng số tiền. Cái này y chang luôn, làm tròn nó cũng vẫn là y số tiền này luôn. Tổng số tiền ước lượng là tổng số tiền khi làm tròn nhé, tổng số tiền sau khi làm tròn là như vậy, chúng ta sẽ lấy 29.000 cộng với là 42.000 cộng với lại 38.000, như vậy là bằng bao nhiêu đây? Bằng là 109.000 đồng. Như vậy là không đủ, có 100.000 nha, mà này tới là 109. Rồi là cô vậy cô Hà không đủ tiền mua các mặt hàng trên. Vậy cô Hà không đủ tiền mua các mặt hàng trên. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 5. Một công ty kinh doanh xe máy trong năm ngoái bán được là 23.708 chiếc. Hãy làm tròn số chiếc xe máy bán được đến hàng nghìn và ước lượng xem mỗi tháng công ty đó bán được bao nhiêu chiếc xe. Rồi bây giờ chúng ta xem lại cái đề này. Một công ty kinh doanh xe máy năm ngoái bán được bấy nhiêu? Bấy nhiêu chiếc? 23.708 chiếc. Hãy làm tròn số chiếc xe bán được đến hàng nghìn đơn vị, chục, trăm nghìn, đây, hàng nghìn đây. Và ước lượng xem mỗi tháng công ty đó đã bán được bao nhiêu chiếc xe máy. Rồi bây giờ cái chỗ này là người ta họ nói rằng là năm ngoái, năm ngoái là một năm này chúng ta sẽ có là 12 tháng. 12 tháng. 12 tháng mà bán được cái này, nếu như cái số này làm tròn. Nè. Số này làm tròn. 37. 37 thì nó gần 40 hơn, như vậy là làm tròn là 240. Hai chữ số này là 00. Nè, chúng ta lấy số này ta chia cho 12. Thì là ước lượng là mỗi tháng là công ty bán được là bao nhiêu xe máy thì ta lấy số này ta chia cho 12. Như vậy là mỗi tháng công ty bán là ta lấy là 24000 ta chia cho 12. Như vậy là bằng là 2.000 chiếc, giữ 24 là chia cho 12 là bằng là 2 3 số 0. 2.000 chiếc xe máy. Đây là chúng ta chú ý nha, ngay chỗ này người ta năm ngoái là tính thêm 12 tháng, một năm có 12 tháng, mà đây người ta họ nói ước lượng là mỗi tháng là bao nhiêu, mỗi tháng như vậy là 2.000 chiếc. Đáp số 2.000 chiếc xe máy. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.